Hi, xin chào tất cả quý cô chú chị hàng mình nha. Em thương lên sóng giao lưu với tất cả mọi người. Một là gốc cẩm chỉ con ba, hàng bác tươi đồng đặc. Lõi thì rất là ok. 60 cân. Có chiều cao thẳng đứng này là được 62 phân này. Chiều đây là được 27 này. Chỗ đây cũng được 27 này. Từ đây qua đây là được 32 này. Đấy. Đế đây là được đế đây là được 57 này. 57 này. Đấy. Rất là dày, nói chung là làm bình phay rồi đục tượng là các kiểu nó vẫn ok. Hàng rác còn tươi. 60 kg, vân thì rất là đẹp. Do cái máy chà nó hết giấy đấy các bác này. Vân đẹp cực kỳ. Cục đây là lõi tương đối ok các bác nhá. 60 cân. Đế đây thì nói chung là nó mọc nhiều cái phần rễ này. Nên là nó lắm cái mắt rễ này. Nhưng nếu mà cắt lên xíu nữa thì là nó rất to. Nó có một cái xíu bọng này. Đây một xíu bọng vào mất 23 phân. Bọng nhỏ xíu thôi. Nó chỉ bằng cổ tay thôi. Nói chung là cục đây nếu phay bình hay đục tượng vẫn vip. Giá cực kỳ rẻ luôn. 60 cân. 60 cân thì bán là 1,5 triệu không ship. 1,5 triệu là chưa có cước này. Đấy, bác nào thiện chí thì liên hệ em nhá. Vân rất là đẹp đây. Chỉ có chỗ đây là mới rõ vân. 1,5 triệu là không có cước cho cục này. Cẩm chỉ ông ba rác tươi. Đục và đẽo rồi phay bình đều vip. Quá đẹp.